Theo thông tin từ Bộ Y tế, một tuần trở lại đây số ca mắc COVID-19 trên cả nước có dấu hiệu gia tăng. Ngày 20 tháng 7, số ca mắc mới lên tới gần 1.200, cao nhất trong hơn một tháng qua. Đáng chú ý, báo cáo tại cuộc họp trực tuyến diễn ra chiều ngày 21 tháng 7, đại diện Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho hay sau khi giải trình tự gen 30 mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân mắc COVID-19, đã ghi nhận 30% mắc biến thể BA.2, số còn lại là BA.4, BA.5 và có cả biến chủng BA.2.12 một lần đầu thấy tại Việt Nam. Chia sẻ tại cuộc họp của Bộ Y tế tổ chức, ông Ngũ Duy Nghĩa, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho biết số ca mắc COVID-19 có xu hướng tăng trở lại nhưng người dân lại khá chủ quan trong biện pháp chống dịch. Ông Nghĩa cho hay, bên cạnh đó, hiện tại đang là thời tiết mùa hè, thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, gia tăng các bệnh truyền nhiễm. Chúng ta cùng lúc đang phải đối mặt với dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng và COVID-19. Tại khu vực phía Nam, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho biết số ca mắc COVID-19 đã giảm trong tháng 5 và 6 nhưng mới gia tăng nhẹ trở lại. Trong đó, ngoài các chủng BA.4, BA.5, có cả ổ dịch của chủng Delta. Chủng BA.5 cũng là chủng thường gặp tại khu vực phía Bắc gần đây. Theo nhóm nghiên cứu của Bệnh viện 175, nhận định này được đưa ra sau khi thực hiện giám sát trên gần 3.500 mẫu bệnh phẩm các loại từ Trung tâm Điều trị COVID-19 của Bệnh viện từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022. Nghiên cứu cũng vừa được báo cáo tại Hội nghị Khoa học Kinh nghiệm Chẩn đoán và Điều trị COVID-19 do Bệnh viện Quân y 175 tổ chức ngày 21 tháng 7. Đại diện nhóm nghiên cứu, bác sĩ Nguyễn Thị Trang cho biết tất cả các mẫu đều được nuôi cấy vi khuẩn vi nấm từ Trung tâm COVID-19, đều đáp ứng các tiêu chuẩn về số lượng, chất lượng, quy chuẩn đóng gói và thời gian gửi mẫu. Theo đó, trong gần một năm hoạt động, trung tâm đã tiếp nhận hơn 6.500 ca bệnh nặng và vừa, trong đó có 3.407 mẫu bệnh phẩm của 610 bệnh nhân được gửi lên khoa vi sinh nuôi cấy định danh vi khuẩn vi nấm. Trong số này, bệnh phẩm máu chiếm phân nửa với trên 1.700 mẫu, bệnh phẩm hô hấp trên 1.100 mẫu, còn lại là các mẫu bệnh phẩm như nước tiểu và cá thể tơ, ống thông, mủ, nhầy họng, phân. Một kết quả khá bất ngờ, theo bác sĩ Trang, là tỷ lệ mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân COVID-19 được nuôi cấy dương tính với vi khuẩn, vi nấm chiếm 34,7%. Tác nhân gây bệnh chủ yếu thuộc nhóm vi khuẩn gam âm chiếm 76% và nhóm vi khuẩn gam dương chiếm 14%, còn lại 10% nhiễm nấm. Đặc biệt, trong các chủng phân lập được vi khuẩn Acinetobacter chiếm tỷ lệ cao nhất 30,3%, Klebsiella chiếm 19,1%, Burkholderia chiếm 12,4%, Candida sản phẩm chiếm 10%, Staphylococcus chiếm 7,6%. Theo Bệnh viện Quân y 175, tình trạng vi khuẩn kháng kháng sinh ở bệnh nhân COVID-19 rất cao. Đặc biệt, đại đa số các mẫu phân lập trên bệnh nhân COVID-19 trong thời gian điều trị có tỷ lệ kháng thuốc khá cao. Đối với bệnh nhân COVID-19, tỷ lệ kháng thuốc ở các chủng phân lập được là 59%, trong đó tỷ lệ vi khuẩn đa kháng MDR chiếm 33%, kháng mở rộng XDR gần gấp đôi MDR, trong đó đáng chú ý tỷ lệ toàn kháng PDR khá cao với 15%. Ngoài ra, trong số gần 30 bài báo cáo khoa học, đáng chú ý còn có kết quả nghiên cứu về tình trạng nhiễm nấm xâm lấn ở bệnh nhân COVID-19. Theo đó, các bệnh nhân nhiễm nấm xâm lấn trong quá trình mắc COVID-19 thường rơi vào bệnh nhân nguy kịch có tỷ lệ tử vong cao. Hiện nay, khả năng phân lập được vi nấm và chẩn đoán xác định chắc chắn tình trạng nêu trên còn rất khó khăn.